Dạ rồi, em thuốc Aurora Sài Gòn xin kính chào anh em. Thì hôm nay em giới thiệu anh em một âm ly Lutman, một cái dòng âm ly đời rất là cao của hãng Lutman. Đó là có cái model là LV117. Thì em này nó ra đời năm 1987 và giá xuất xưởng là 135.000 yên, tương đương 31 triệu vào năm 1987. Thì em này nó có thiết kế là một mặt phay nhôm xước đen rất là đẹp. Và nó đã sở hữu một cái xây 44 và cao lên 16 và hậu sâu là 42, và nó có công suất là 300W và có tích hợp digital giải mã rất là tiện lợi và lớn uy lực. Con này rất là uy lực nếu mà so với những cái dòng mà công suất điện nông 780D, 880D, 890D và so với công suất là không có cửa ha. Và giá thì rất là yên, rất là dễ xài. Và đặc biệt thì nó chơi được 2 đô lo còn một lúc, rất là uy lực. Con này rất là mạnh ha, nó rất là mạnh. Rồi thì em sẽ quay sơ lược phần mặt mũi cho anh em xem. Mặt mũi là đẹp keng, không tì vết, không có gì để bàn hết. Phay nhôm xước rất là đẹp ha, còn nguyên tem thì chỉ nhật về đây. Nó phay nhôm xước mấy cái đốm này là do dấu tay ha, dấu tay em máy vô thì nó phải sẽ có cái dấu như vậy đấy. Vì nó là phay nhôm xước em nãy vệ sinh nó rất là sạch, rất là đẹp, rất là gọi là bóng chiếu luôn ấy. Rất là đẹp ha, mặt mũi là đẹp keng không một vết trầy, và phần thành bắp phía trên này cũng rất là đẹp ha. Còn cái tăng khuôn luôn, cái đó là cái keo nha anh em ha, chứ không phải là tem rỉ sét gì đâu ha, cái đó là cái keo riêng của hãng. Và cái nắp thì em bỏ bên đây ha, nắp thì cũng rất là đẹp, không có trầy trụi hết, không phải sơn phết lại ha, nắp cũng rất là đẹp, ở bàn luôn. Rồi phần mặt mũi là như thế, anh em xem kỹ ha, đẹp tuyệt vời. Đấy rất là đẹp này. Chúng ngủ đây. Đây thì em đang test ngọt optical cho anh em. Thì đèn nó đã nhận tín hiệu là 48kg ha, 48kg. Đấy, coi nhầm số đó là cực kỳ đẹp luôn anh em. Nè, sườn nè, đây là sườn bên trái nè, đây là sườn bên phải. Và nó em nãy là có cái đế chân rất là đẹp, rất là sang chảnh. Con này là hay vượt xa tầm giá ha. Anh em nào yêu thì liên hệ sớm giúp em ha. Cô này chúng ta sẽ ghép bô, hai cặp bô chúng ta chơi nghe nhạc karaoke thoải mái, và ghép những cái dòng Boxe thế này và những cái dòng lo 25, 30, thậm chí cả 40. Thì 40 thì anh em chúng ta chơi chỉ lưu ý chỉ chơi một cặp thôi, đánh cho nó khỏe ha. Đây là phần phía sau. Phần phía sau thì nó có bao gồm có 3 ngõ digital vào, bao gồm mà 2 ngõ Coxia và 1 ngõ digital optical ha. Thì chúng ta sẽ optical thì chúng ta bật qua phía bên đây optical nè, OTP nè, thì anh ta bật qua, còn ta hai cái này anh ta bật qua bên đây lại ha. Đây là mũi đen đó nè, Lutman LV117 từ Go Gia Bang, mới anh Gia Bang này ha. Đây là các chân rất cắm đâu vào, còn sáng tròn hết đấy nè. Công suất là 300W ha, số series là 5238 đuôi đến hai cặp lo ABC và kháng trở thì 4-16, hai cặp 8-16 ha. Đấy. Rồi, và em phải đi luôn phần nội thất cho anh em xem. Đây, con này nội thất là cực kỳ gấu luôn. Thì nó sở hữu một cái nguồn khá là to và cực kỳ sâu đây nè. Rất là nặng ha, con này nặng 16kg. Và hai tụ lục nguồn rất là khủng, mỗi một tụ lục nguồn là 15.000 UF ha. Và hai tụ nhỏ thì lập cho phần rê. Thì em này nó sử dụng là 8 mốt phết ha, 8 mốt phết và những con điểm nhỏ như thế này, rất là mạnh. Đó, các bo mạch linh kiện nào làm bên trong là còn mới tinh nè. Hai tủ rất là cao, rất là khủng. Phần tản nhiệt, nó mới nè. Đấy, anh em thấy không? Nó rất là mới ha. Những cái bo mạch phần rè thì nằm phía bên trong đây, rất là nhiều. Đây, phía sau đây cũng rất là nhiều nữa. Cái này là hộp giải mã digital. Thì cái hộp này này nó phía trên nó có hơi rỉ nhẹ nhẹ, một chục con đều bị hết ha, giống như những cái dòng con, những cái dòng đề nông 780D, 890D, hoặc những cái dòng Onkyo, hoặc những cái dòng Kenwood là những cái này
100% là điều quy hết. Thì anh em cái này rất là dễ, nó là cái nắp sắt sơn thôi. Em thì em muốn để nguyên bản như thế này, nó đậm chất đồ bãi ha. Còn anh em sơn là 1 phút 20 giây thôi, không có gì lớn lao hết. Đấy, đồ bãi hiện tại chơi nó giữ được nó nguyên bản rất là khó. Còn anh em muốn sơn phết lên là rất là dễ dàng, không có gì khó khăn cả. Đó, cực kỳ đẹp luôn, một thể nhiệt rất là mới luôn ha. Rồi em sẽ mời anh em nghe một đoạn nhạc. Thì đây em đang test với một cái cặp Ongo Monitor 900 có công suất là 160W trên 1 thùng, thì đối với một cặp là 320W. Rồi mời anh em thử sức và nghe nhạc ha. Đây thì em đang lúc nãy em đã nói thì em đang ghép riêng cái ngõ optical ha. Rồi chứ em sẽ test cái ngõ CD, ngõ analog cho anh em luôn. Rồi mời anh em nghe một đoạn nhạc. Rồi để em lay nhạc. Con này đánh rất là căng ha. Em bật lunet thì bass thì chỉ có dặn tới hướng 11 giờ thôi. Con này rất là lực, rất là phải nói là rất là mạnh. Rồi, bây giờ em sẽ rút cái ngõ optical ra và test cái ngõ CD cho anh em ha. Đây, optical đã rút ra và cắm cái ngõ CD vào. Đây. Thì phía trước ta bật chúng ta tắt chế độ đi guitar và bật ngõ CD vào. Rồi. Lấy là nó xài CD ha. Đó, vào quảng cáo. Anh buồn mai gầy, ngắm làn môi thắm thơ ngây. Nè, em chỉ nhích, cần nhích volume nhẹ thôi ha. Mãi yêu nhau ngày cưới, hai đứa kêu nhau mình ơi. Hết à. Con này với giá chia sẻ với anh em là giá là 11 triệu anh em ha. Thì con này đã lên giá rất là nhiều rồi.
từ lúc Tết thì nó rơi vào giá tầm 10 triệu rưỡi rồi, thì hôm nay nó lên giá cũng rất là nhiều, anh em cũng cân đối là giá 11 triệu cho anh em dễ chơi ha. Con này rất là hay, đối với những cái dòng đề nông 880D, 890D là không có vé dự với này ha. Rồi, với giá là 11 chạy wow ship toàn quốc cho anh em. Và em cũng nhắc lại cái đôi lo Ango Monitor 500 với giá là 8 triệu rưỡi bao ship, thì anh em nào có quan tâm thì vào trong kênh và xem clip lại em làm có làm chi tiết cặp lỡ rồi và cặp Ango Monitor 900 này. Rồi thì em cũng giới thiệu thêm em hôm nay về được hai con 2000 SE. 2000 SE thì em đã bỏ trong đây rồi, chưa có vệ sinh ha. 2000 SE thì đối với 2000 SE thì có giá là 21 triệu anh em ha, 21 triệu. Và một con 2000 AE full thùng shop đầy đủ phụ kiện hết ha, có giá là 19 triệu 500. Rồi thì hôm nay chỉ có như đó thôi, anh em nào yêu thì liên hệ giúp em qua số điện thoại 0909 7267, ship hàng toàn quốc ha. Và 97i nữa ha, 97i đẹp keng. Rồi mình xin kính chào anh em ha.